cập nhật thị trường crypto ngày 25 tháng 2 năm 2023. Bitcoin tiếp tục trượt dưới 24.000 đô la Mỹ. Giá Bitcoin đóng cửa năm 2022 ở mức 16.529 đô la Mỹ và việc liên tục thất bại trong việc test mức 25.000 đô la Mỹ có thể gây lo ngại cho một số nhà đầu tư. Phe gấu đang bảo vệ mức 25.000 đô la Mỹ khá tốt, trong khi phe bò đã có nhiều lần thất bại ở mức này trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2. Hiện tại, có vẻ như mức kháng cự 24.000 đô la Mỹ đang tiếp tục mạnh lên sau mỗi lần test lại. Việc xác định lý do đằng sau mức tăng 45,5% từ đầu năm đến nay của Bitcoin là không rõ ràng. Nhưng một phần nguyên nhân đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed không thể kiềm chế lạm phát trong khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm. Hậu quả ngoài ý muốn là các khoản trả nợ của chính phủ cao hơn và điều này gây thêm áp lực lên thâm hụt ngân sách. Hầu như không thể dự đoán khi nào Fed sẽ thay đổi quan điểm của mình. Nhưng khi tỷ lệ nợ trên tổng sản phẩm quốc nội vượt quá 128 thì sẽ không mất nhiều thời gian hơn 18 tháng. Tại một số thời điểm, giá trị của đồng đô la Mỹ có thể bị đe dọa do đòn bẩy nợ quá cao. Vào ngày 23 tháng 2, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang và Văn phòng Kiểm soát tiền tệ đã đưa ra một tuyên bố chung khuyến khích các ngân hàng Hoa Kỳ dựa vào nguồn vốn từ lĩnh vực tiền điện tử ngăn chặn thanh khoản cạn kiệt bằng cách duy trì các hoạt động quản lý rủi ro mạnh mẽ. Xem xét các cơ quan quản lý đã và đang gây áp lực rất lớn đối với lĩnh vực tiền điện tử, các công cụ phái sinh Bitcoin đang tăng trưởng tốt. Ví dụ, vào ngày 22 tháng 2, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Augustine Kasten nhấn mạnh sự cần thiết của quy định và quản lý rủi ro trong không gian tiền điện tử. Tác động hạn chế của tuyên bố BIS đối với giá là một dấu hiệu tăng giá và nó có thể làm tăng khả năng giá Bitcoin phá vỡ trên 25.000 đô la Mỹ trong ngắn hạn.